sinh ra và lớn lên trên những vườn cà phê ở một huyện vùng xa của tỉnh Bình Phước. Ngọc Nhân đã thấy cảnh cha mình và những người nông dân thường gặp cảnh thương lái ép giá vì thiếu thông tin về giá cả thị trường. Thương cha, thương những người nông dân suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng luôn bị thua thiệt khi bán những nông sản của mình làm ra. Chính điều đó đã thôi thúc chàng thanh niên này viết ra ứng dụng cập nhật giá nông sản trên điện thoại để tặng cho cha của mình. Ứng dụng này được Nhân viết trong 4 đêm. Từ khi có phương mềm này thì ba Nhân thường xuyên cập nhật tin tức từ cây cà phê nhiều hơn và đặc biệt là giá cả. Rồi mình đưa ra cái quyết định chính xác là coi có nên bán cái nông sản ở thời điểm hiện tại hay không. Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại thành phố, Nhân đã dùng những gì mình học được viết nên ứng dụng giúp cha mình và nông dân có thêm thông tin về giá cả nông sản của mình. Ban đầu, ứng dụng chỉ được dùng trên hệ điều hành iOS, nhưng với mong muốn ứng dụng của mình được nhiều nông dân sử dụng hơn, Nhân đã thiết kế để ứng dụng này có thể dùng trên hệ điều hành Android. Và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Ứng dụng giá nông sản hiện đã có mặt trên iOS lẫn Android. Thì trên điện thoại iPhone để cài đặt ứng dụng, chúng ta sẽ bật chọn ứng dụng App Store và chúng ta sẽ nhập từ khóa là giá nông sản. Sau khi có kết quả tìm kiếm thì chúng ta chọn ứng dụng đầu tiên có biểu tượng của cây cành cà phê và chúng ta chọn vào. Màn hình chủ của ứng dụng thì có nhiều mục để chúng ta chọn giá của nhiều loại nông sản khác nhau. Sau khi vào xem giá cà phê thì ứng dụng sẽ tải giá từ ở trên server về và sẽ hiển thị giá cà phê cao nhất trong ngày. Và bên này nó có cái mục thay đổi, nếu như bà con nông dân chúng ta thấy nó màu xanh thì đó là nó hiển thị là giá đó nó cao hơn so với ngày hôm qua. Đại khái như đây là nó tăng 200 đồng. Thì đối với giá thị trường trong nước thì mỗi ngày app sẽ cập nhật giá một lần. Còn nếu như đối với thị trường các giá thị trường khác, ví dụ như đây là giá thị trường tại Anh, thì nó sẽ cập nhật cứ mỗi 10 phút sẽ cập nhật một lần. Khi một thay đổi của giá mà hiện màu đỏ như thế này thì giá đã giảm so với ngày hôm trước. Ứng dụng này sẽ giúp nông dân làm chủ được cái sản phẩm mình làm ra. Mình là người nông dân làm ra sản phẩm, họ có quyền quyết định là sản phẩm đó bán lúc nào mà thời điểm giá phù hợp nhất để mang lại cái lợi nhuận kinh tế cao nhất. Một căn bệnh lúc nhỏ đã khiến cho Nhân đi lại và nói chuyện khó khăn hơn. Nhưng những khiếm khuyết đó không thể khiến chàng thanh niên này chùn bước. Với suy nghĩ táo bạo, 6 tháng sau khi ra trường, chàng trai sinh năm 90 này đã từ bỏ công việc với tiền lương 7 triệu đồng một tháng và cùng hai người bạn của mình thành lập công ty phần mềm. Hiện nay, Nhân đang là phó giám đốc một công ty thiết kế phần mềm và hiện đang quản lý 25 nhân viên. Tư tưởng của mình thì mình là người khuyết tật, mình không muốn mình là gánh nặng của ba mẹ hay của xã hội mà mình phải tự vươn lên bằng sức của chính mình. Tuy là Nhân có một sự khiếm khuyết so với những người bình thường, nhưng mà về khả năng làm việc thì theo đánh giá của mình là anh Nhân làm việc rất là nhanh. Với mong muốn người nông dân sẽ không còn chịu thiệt thòi mỗi vụ thu hoạch, thời gian tới, Ngọc Nhân sẽ mở rộng ứng dụng của mình, cập nhật thêm giá cả của một số loại nông sản như trái cây, rau. Nhưng hiện tại còn trong quá trình tìm nguồn cung cấp giá đáng tin cậy để người nông dân có những thông tin chính xác hơn.